vị, hiện nay người tiêu dùng không chỉ chú trọng những yếu tố cơ bản như là chất lượng, giá cả, mà ngày càng quan tâm tới các yếu tố về an toàn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chính vì vậy, sự minh bạch đối với sản phẩm hàng hóa là chìa khóa tạo niềm tin vững chắc hơn cho người tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần đưa nông sản Việt Nam hội nhập thị trường trong và ngoài nước. Chỉ vài thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại thông minh, chị Phương Linh ở phường 4, thành phố Vũng Tàu đã có thể truy xuất những thông tin như tên sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thậm chí cả nguồn nguyên liệu sử dụng trong quá trình nuôi trên mã QR của sản phẩm thịt gà Anh Nguyên một cách nhanh chóng và chính xác. Chị hay mua hay ăn ở đây nè, mua ở đây thường xuyên rồi. Nhất là cái mình biết được cái nguồn gốc của thịt gà, cũng như là cái nguyên liệu để nuôi con gà nó chất lượng nó sạch, thì mình biết là thảo mộc thì nó không có những cái chất kích thích tăng trọng này kia, mình an tâm hơn cho cái bữa cơm của nhà mình thôi. Ưu tiên chất lượng, trình an toàn sinh học và minh bạch thông tin sản phẩm là cách mà sản phẩm gà ri miền Bắc của trang trại gà Anh Nguyên đang làm để tăng uy tín của sản phẩm đến khách hàng nhằm mở rộng thị trường trong thời gian gần đây. Trước khi mà đưa ra thì khi từ lò về đây thì mình phải là trong thời gian trước khi đóng gói đã đưa vào ngăn kho lạnh đó, ngăn lạnh đó, thì phải là từ 15 đến 20 phút. Thì sau khi tất cả mọi công đoạn phải đưa vào lạnh để bảo đảm bảo cái chất lượng cái thịt gà nó đủ độ thơm và độ tươi của gà. Ngoài ra thì khi đưa ra người tiêu dùng thì bên mình cũng có cái tem để mà dán cái mã vạch là để cho người tiêu dùng là sẽ thấy được cái khi mà người tiêu dùng mua hàng thì phải check vào đây để mà biết được cái thông tin từ lúc mà con gà được nuôi, bắt đầu từ lúc nở cho tới quy trình là sử dụng vaccine như thế nào, rồi quá trình chăn nuôi như thế nào và dùng các cái nguồn thực phẩm gì để chăn nuôi con gà này. Với phương châm sạch từ trang trại đến bàn ăn, sản phẩm gà ri miền Bắc này được chăn nuôi theo quy trình nghiêm ngặt, ghi nhật ký điện tử, gắn tem truy xuất nguồn gốc QR code, được chứng nhận chăn nuôi an toàn sinh học, sản phẩm đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và uy tín với khách hàng ngày càng tăng. Khi mà cửa hàng chúng tôi nhập bất kỳ một cái sản phẩm nào đó đều tìm hiểu rất rõ về nguồn gốc sản phẩm và cái thức ăn cho cái đối tượng, ví dụ như là gà thì thức ăn họ sử dụng như thế nào, thời gian nuôi bao lâu, hoặc là về cá và các sản phẩm khác thì chúng tôi hướng đến các sản phẩm là thiên nhiên, tự nhiên. Trang trại chăn nuôi gà thịt công nghệ cao Suối Rau ở xã Suối Rau, huyện Châu Đức thuộc Hợp tác xã Công nghệ cao Long Thành Phát đã xây dựng mô hình chăn nuôi gà ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất. Để quản lý đàn gà cũng như tạo được uy tín cho sản phẩm gà thịt của trang trại, ngay khi gà giống được nhập về nuôi, trang trại ghi nhật ký điện tử về quá trình nuôi trên hệ thống phần mềm quản lý thông minh. Khi gà trưởng thành, xuất chuồng và đến tay người tiêu dùng thì được gắn tem truy xuất nguồn gốc QR code để người tiêu dùng có thể biết được con gà mình mua được nuôi ra sao, ngày nuôi, ăn thức ăn gì. Được Trung tâm Thú y vùng 6 thuộc Cục Thú y và Chăn nuôi chứng nhận là mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, trang trại nuôi gà thịt công nghệ cao Suối Rau đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn tham gia chuỗi liên kết sản xuất gà sạch, có truy xuất nguồn gốc giá trị cao của Hà Lan. Đến nay, sản phẩm chăn nuôi của trang trại không chỉ được tiêu thụ ở thị trường trong nước, mà còn được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản. Nói về cái chăn nuôi công nghệ cao, đặc biệt là phục vụ xuất khẩu, thì cái việc truy xuất nguồn gốc là một cái yêu cầu tất yếu phải làm cái chuyện đó. Cho nên là mọi quy trình chăn nuôi nó rất là minh bạch. Và ở đây cũng nói thêm nữa là cái quy trình dùng sử dụng thuốc thú y của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Long Thành Phát, tức là chỉ được phép sử dụng những loại thuốc mà thú y Việt Nam và thú y Nhật Bản chấp thuận, hướng tới cái sản phẩm phục vụ cho con người. Thì ở đây là đối với tất cả các thành viên của Hợp tác xã, khi mà đã gia nhập thì phải có trách nhiệm với xã hội và được quán triệt ngay từ đầu. Hiện nay, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi ngày càng quan trọng, gắn liền với chất lượng sản phẩm, sức khỏe cộng đồng và là một trong những điều kiện bắt buộc của thị trường nhập khẩu. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, muốn tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi toàn cầu, Việt Nam phải công khai, minh bạch về chuỗi sản xuất từ con giống, thức ăn, phòng bệnh đến sơ chế, chế biến.
và việc minh bạch thông tin của các trang trại doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chính là cơ sở góp phần đưa ngành chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu nâng cao giá trị, hội nhập thị trường chăn nuôi trong và ngoài nước. Thưa quý vị, trong xu thế hội nhập chăn nuôi theo hướng an toàn và truy xuất nguồn gốc là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu, tiến tới một nền nông nghiệp hiệu quả bền vững. Đối với người sản xuất nông nghiệp, khi áp dụng các ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử có thể cập nhật hồ sơ về sản phẩm rõ ràng, nhanh chóng, không mất nhiều thời gian cho việc ghi chép và lưu trữ nhật ký sản xuất như cách ghi chép truyền thống. Đối với người tiêu dùng thì có thể dễ dàng truy cập thông tin hồ sơ của sản phẩm thông qua thao tác quét mã. Và đây chính là chìa khóa giúp người chăn nuôi có cơ hội liên kết với các doanh nghiệp đến gần hơn với nền sản xuất hàng hóa lớn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.